ăn nhiều. Bảy giờ nhưng mà giờ người ta ngủ rồi. Em nãy em cũng mới ngủ thấy không? Chia sẻ lại giùm em đi mấy chế ơi. Trời, cái mạng nó yếu còn hơn em nữa. Nó phải chạy chia sẻ giùm em ấy chứ ơi. Mạng em yếu á, đá em ra nó mới chế giờ phải vô lại nè. Số em cũng khổ kìa. Duyên không được luôn. Rồi rồi em chào mấy chế luôn. Ủa sao hôm nay có màu xanh chiều vậy? Ừ em có chốt cho một chuyến cái đồng hồ rồi đó Chiến ơi, chị Hồng nay đem lại rồi. Cái bình này là ở công ty em đặt đó chứ không phải là bóc hàng bóc đâu trời ơi. Bán 450 nha mấy chế ha, cái bình này. Để về để mấy chế mà Tết á, cho khách vô nhà phao trà.